Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh giới thiệu cho các khán giả chương trình của Ban Tư vấn Đôi Nét để trung tâm từ chương trình VN được không? Thì chương trình VN đã thành lập được khoảng 10 năm. Chúng tôi thành lập vào năm 2002 và đến giờ thì đã hơn 10 năm rồi. Chúng tôi đã đào tạo được hơn 2.000 lượt học viên ở thành phố Hà Nội. Thì có thể nói thì chương trình VN là một trong những trung tâm có khối lượng học viên đông nhất, và đội ngũ giáo viên của chúng tôi thì là một nhóm các anh chị em đã học thạc sĩ từ bên Trung Quốc về và đã làm cùng nhau trong quá trình hợp tác trong quá trình rất dài để có được tiếng Trung trở nên là ngày hôm nay. Vâng, vậy thì đối với người mới bắt đầu học tiếng Trung và chúng ta sẽ cần nên bắt đầu từ đâu? Với người mới bắt đầu học tiếng Trung thì các bạn cần quan tâm 3 vấn đề. Một là phát âm phải tốt, hai từ vựng tốt, ba là có phản xạ. Khi có đủ 3 yếu tố đấy, các bạn sẽ học rất tốt tiếng Trung. Tôi không nhắc đến yếu tố ngữ pháp, bởi vì ngữ pháp tiếng Trung và ngữ pháp tiếng Việt có nét tương đồng với nhau rất lớn. Tôi giúp bạn luôn, Việt Nam ta nói là tôi ăn cơm, thì tiếng Trung tôi là uổng, ăn là chư, cơm là phạm. Vậy tôi ăn cơm bạn sẽ nói thế nào? Uổng chư phạm. Đó, thì về ngữ pháp tôi không bàn đến sâu, bởi vì nó liên quan đến các khóa học nâng cao để các bạn luyện thi 2K tương đối với TOEFL của tiếng Anh. Còn bây giờ tôi đang nói về quá trình học tiếng Trung giao tiếp, thì các bạn một phát âm tốt, hai từ vựng tốt, và sau khi các bạn có phát âm và từ vựng rồi, các bạn ghép lại thành câu và các bạn nói nhiều thì các bạn sẽ có được phản xạ tốt. Sau khi các bạn có phản xạ tốt thì khi người Trung Quốc giao tiếp với chúng ta có thể trả lời được, và như thế là giao tiếp thành công. Vậy thì khóa học cơ bản thì mới bắt đầu tiếng Trung chuẩn như là như thế nào, hay là với tiếng Trung chuẩn như là khóa học sơ cấp của chúng tôi kéo dài trong vòng 7 tuần. 7 tuần thì các giáo trình chúng tôi sử dụng đó là giáo trình Hán ngữ 1 chuyên, đây là một giáo trình đầy đủ mà nó được sử dụng trên toàn thế giới. Các bạn đi du học ở Trung Quốc cũng vẫn học được này, nhưng không có tiếng Việt mà chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Cái bộ giáo trình này có cả nghe nói đọc viết đủ, tức là gọi là giáo trình tổng hợp. Tiếp một giáo trình số 2 mà khóa học sơ cấp sử dụng đó là giáo trình 300 Word đảm bảo tiếng Trung. Đây là giáo trình chuyên để nghe nói, có rất nhiều chủ đề để giúp các bạn học nói thành công. Thứ ba, một quyển nữa giống như là quyển bé tô của hồi nhỏ chúng ta học tiếng Việt, thì tiếng Trung có một quyển tập viết và các bạn viết tốt theo cái hệ thống các quy định ở trong quyển tập viết này, thì bạn sẽ giúp cái quá trình viết tiếng Trung của bạn trở nên tốt hơn. Đấy là những giáo trình sử dụng trong cái khóa học thứ nhất. Là 7 tuần đúng không ạ? Là 7 tuần, đúng. Có phải là mới bắt đầu đúng không? Chính xác. Vậy thì đối với một số người không có điều kiện để tham gia các khóa học thì tiếng Trung chuẩn VN có cái chương trình để hỗ trợ cho các bạn học tại nhà hay không? Câu chuyện học tiếng Trung online, học tiếng Trung tại nhà là câu chuyện rất thú vị, và các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó với sự hỗ trợ của các giáo viên của tiếng Trung VN. Vậy chúng tôi đã cung cấp khoảng 40 đến 50 các clip trên YouTube. Các bạn có thể truy cập vào theo tiếng Trung VN và tìm thấy các clip đó, kể cả phần chỉnh phát âm, kể cả phần các cái chủ đề nói, là các bạn có thể hoàn toàn học được. Còn cái sự hỗ trợ của giáo viên cũng nhiều hơn cho Skype hoặc là WeChat hơn. Khi mà đưa ra các câu hỏi thì giáo viên của chúng tôi đều có cái sự trợ đáp cho các bạn. Thì trong cái quá trình học tiếng Trung với những người trên lớp hay là người tự học thì các bạn đều chú ý cho tôi 3 phần. Một là phát âm phải tốt. Phát âm thì với những người học online hoặc là những người không có điều kiện đến lớp thì bản thân chúng tôi đã có những cái clip hướng dẫn rồi, thì các bạn chỉ cần truy cập tiếng Trung trên VN là thấy được và xem được. Về phần từ vựng thì các bạn nên mua một từ điển Việt Hán của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tác giả Trương Văn Giới lấy các điều luật. Tuyệt đối không nên mua các quyển từ điển của nhà xuất bản Thanh Hóa hoặc là Nghệ Tĩnh hoặc là các nhà xuất bản khác, bởi vì họ không chuyên về làm từ điển, nên là những quyển từ điển đấy có thể từ nó đã cũ khoảng 20-30 năm về trước thì sẽ không có lợi cho các bạn mới học tiếng Trung. Vậy thì bên các khóa học như các cái quyển tài liệu mà anh vừa giới thiệu thì bên mình có những cái chương trình ngoại khóa gì hay như là bài hát hay diễn phim hay gì đó để hỗ trợ các bạn học để làm mình thú vị hơn hay không? Chúng tôi chia làm hai mảng. Thứ nhất là trong ngay trong lớp học thì chúng tôi có diễn kịch, chúng tôi có các cái video clip dạng phim các cái bài hát nổi tiếng trên thế giới như Hoàng Châu Cách Cách hoặc là Tôn Ngộ Không cho các bạn có thể nghe xem, và chúng ta có thể luyện theo bài hát và chúng ta có thể giỏi lên. Còn về các hoạt động ngoại khóa giúp cho cái người học trò tiếng Trung trở nên học tốt, đó là được kết bạn. Chúng tôi thường tổ chức các cái buổi offline để cho các bạn đi
tham gia gặp gỡ các cái cộng đồng khác, và các bạn có thể cùng nói tiếng Trung với nhau, và có kèm theo là có một số giáo viên đi kèm để hỗ trợ và sửa những cái câu của các bạn có thể giao tiếp với nhau, và đó chính là gọi là mô hình câu lạc bộ tiếng Trung. Thì cái việc này chúng tôi làm đều đặn hàng tháng và có tổ chức ở các cái địa điểm, có thể là đi ăn trưa cùng với nhau hoặc là đi uống cà phê cùng nhau thành một nhóm khoảng 20-30 người. Và như thế thì không những chỉ là đơn giản các bạn học tiếng Trung mà nó là kết nối các bạn lại với nhau và có thể là có những sự hợp tác khác ngoài cả tiếng Trung nữa. Như anh vừa nói đó là một người mới bắt đầu học tiếng Trung, chúng ta sẽ chú ý đến ba vấn đề, là chúng ta đầu tiên là phát âm, hai là từ và thứ ba là cảm giác. Vậy thì đối với vấn đề phát âm và vấn đề từ thì những người học mới bắt đầu sẽ gặp những khó khăn như thế nào và chúng ta sẽ làm từng ngày gì để vượt qua? Về phát âm, thường 90% các học trò tự học thì bị hỏng về phát âm, hỏng về phát âm bởi vì họ không có biên sửa. Bây giờ cách giải quyết như thế nào? Thứ nhất là bạn về phát âm thì bạn cần phải tự ghi lại cái phần đọc của mình vào iPhone hoặc Note 2 các điện thoại di động đời mới, và sau đó quan đập lên so sánh nó với cả đoạn văn mẫu. Đoạn mẫu thì các cái mẫu thì đã có trên tiếng Trung trước đây, các bạn phải đào về và bạn kiểm tra, và các bạn sẽ thấy được cái sự sai khác của mình và để chỉnh sửa làm sao cho giống văn mẫu. Hoặc nếu các bạn cảm thấy loay hoay và vẫn không thể nào tin tưởng vào cái phản xạ của mình thì các bạn có thể gửi vào các cái có thể chat cùng WeChat, Yahoo Messenger của bên tiếng Trung VN thì giáo viên sẽ có thể chỉnh sửa thêm một chút cho các bạn. Là như vậy thì phần phát âm là xong. Còn phần từ thì không giáo viên nào hướng dẫn cho các bạn được ngoài chính bản thân các bạn. Thì để mà phát triển phần từ thì đầu tiên là các bạn cần phải có một cái bộ gõ, tức là có một phần mềm, tức là phần mềm QQ các bạn thể đào trên tiếng Trung VN. Và sau khi có phần mềm đó, các bạn gõ giống như là phần mềm Viki trong tiếng Việt vậy. Bạn gõ phiên âm hiện là chữ Hán và sau đó bạn nhận được mặt chữ rất tốt. Phần thứ hai là tôi muốn hướng dẫn các bạn là các bạn nên viết các chủ đề ngắn 5-7 câu thôi về một chủ đề rõ ràng, ăn uống đi lại mua bán, giúp cho các bạn nhớ được chữ, đồng thời các bạn lại nhớ được cả chủ đề học nữa. Đấy là hai mảng mấu chốt rất quan trọng để các bạn có thể cất cánh được trong việc học tiếng Trung. Có rất nhiều khán giả ở trên 1-2-3-4 có gửi thư về cho chương trình và nói rằng trong quá trình học tiếng Trung thì các bạn cảm thấy khó khăn vô cùng trong vấn đề nhớ các mặt chữ, bởi vì cái chữ tiếng Trung thì khác rất nhiều so với tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy thì anh có bí quyết gì để giúp các bạn có thể nhớ được cái tiếng Trung tốt hơn? Có lẽ là tôi sẽ làm một biện về cái cách nhớ chữ Hán ở trên bảng, các bạn có thể nắm các bạn một số cách phương pháp để nhớ chữ Hán, bởi vì đây là câu hỏi khó và tất cả các bạn mới học tiếng Trung đều gặp phải là không thể nào nhớ được chữ Hán. Vậy thì để nhớ chữ Hán thì bản thân tôi có đưa ra ba phương pháp như sau. Bạn nhớ tự theo một cái hình tượng, thứ hai là theo một bộ, và thứ ba là bạn có thể nhớ chữ theo phương pháp kết hợp. Và bây giờ tôi sẽ đưa ra từng phương pháp một. Ví dụ một là theo hình tượng thì các bạn có thể viết là một ngọn núi này, hai ngọn núi này, ba ngọn núi này, chân núi này. Cái này là san, là sơn là núi. Ngày xưa thì núi người ta sẽ viết thế này, ở bên cạnh người ta có chim, nhưng mà về sau mỗi chữ Hán sẽ viết vào trong một ô vuông. Đấy là lý do các bạn nhìn thấy chữ sơn nó có nhiều góc vuông như vậy. Tôi ví dụ tiếp về hình ảnh thì các bạn thể nhớ chữ theo một cái một dòng nước chảy này. Đây là bờ bên trái này, đây là bờ bên phải này, ta có chữ này, chữ xoẻ, xoẻ là thủy, có nghĩa là nước. Khi mà để nhớ chữ nước thì các bạn chỉ một dòng nước chảy hai bờ hai bên, vậy các bạn nhớ chữ rồi. Đó là phương pháp thứ nhất mà tôi muốn nói đến, các bạn thể nhớ chữ theo một hình ảnh nào đó. Bây giờ phương pháp số 2, tôi sẽ muốn nói cho các bạn về phương pháp nhớ chữ theo bộ. Theo bộ thì bộ là gì? Bộ là những nét chữ cơ bản lặp đi lặp lại để nhớ chữ Hán. Có bao nhiêu bộ? 512 bộ. Sách giáo khoa đưa ra bao nhiêu bộ? 214 bộ. Và chúng ta nhớ bao nhiêu? Khoảng 50 bộ. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì từ bộ thứ 51 trở đi là các bộ ghép. Chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều. Bởi nhớ quá nhiều là các bạn cũng sẽ quên thôi. Và bây giờ tôi sẽ đưa ra một số các bộ cụ thể để các bạn có thể nắm được. Các bạn nhớ sao rằng là một bộ có thể tạo thành một chữ Hán, nhiều bộ kết hợp cũng tạo thành một chữ Hán, hoặc là một bộ cộng một thiên bản cũng tạo ra một chữ Hán. Vậy câu hỏi kế tiếp được đặt ra, ơ thiên bản là gì? Ngược lại với bộ là những nét chữ không cơ bản, lâu lâu mới lại xuất hiện ở một chữ Hán, thì chúng ta phải tự nhớ thôi, giống như động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Nhưng bây giờ tôi sẽ đi vào cái mấu chốt là cái bộ. Tôi ví dụ các bạn như thế này, tôi gọi là nữ. Nữ tức là người đàn bà, đầu người đàn bà, hai tay, hai chân và giữa đây là cái mông người đàn bà. Quan điểm của người ngày xưa là phụ nữ là mông to dễ đẹp, bởi vì nó là